Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ chủ trì một hội nghị lớn dành riêng cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, một số địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, hàng trăm doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lớn đã đầu tư tại Việt Nam và hàng trăm tập đoàn lớn trên thế giới tham dự trực tuyến. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán và khẳng định quan điểm coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, nâng cao trình độ, năng lực sản xuất, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thủ tướng cho biết hiện nay tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó dự báo và tác động ảnh hưởng sâu sắc trên nhiều phương diện đến kinh tế toàn cầu và từng quốc gia, cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đầy nhiễu động đó, với tư duy tìm kiếm ổn định trong sự bất định, giữ chủ động trong thế bị động, kiên định, nhất quán trong sự xáo động, kiểm soát rủi ro trong nền kinh tế thị trường với đặc tính là có khủng hoảng, suy thoái, xây dựng phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập, phát triển kinh tế quốc tế, Chính phủ đã nhất quán chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều cơ chế chính sách, nhiệm vụ, giải pháp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, duy trì một mặt bằng tỷ giá và lãi suất hợp lý. Vừa qua, nhiều tổ chức, chuyên gia nhận định, kinh tế Việt Nam đi ngược lại xu hướng chững lại của châu Á, thế giới khi lạm phát ở Việt Nam tương đối thấp, tăng trưởng cao và điều chỉnh dự báo tăng trưởng cao hơn so với trước đó. Có được những kết quả nêu trên là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong rằng hội nghị là dịp để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trao đổi, Chính phủ lắng nghe để tìm ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sớm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư hướng đến sự tăng trưởng bền vững. Trong những năm qua, hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng sôi động, nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn với công nghệ hiện đại đã đầu tư vào Việt Nam, quy mô vốn và chất lượng dự án tăng, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, nâng cao trình độ, năng lực sản xuất, tăng thu ngân sách nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt trong giai đoạn vừa qua, khi dịch Covid diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã luôn tin tưởng, đồng hành và sự điều hành của Chính phủ, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, chống đến gãy chuỗi cung ứng. Điều này đã góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực và có ý nghĩa của cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Theo khảo sát nhanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện trong tháng 9 cho thấy, trên 90% doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính ở mức trung bình và cao. Phần lớn các doanh nghiệp đều bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng đối với Việt Nam và cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh lâu dài. Trong đó khoảng 60% doanh nghiệp dự kiến mở rộng đầu tư trong năm 2023, 76% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các chính sách miễn, giảm thuế, phí, bình ổn giá, giấy phép lao động, chính sách xuất nhập khẩu, chính sách hỗ trợ người lao động, hỗ trợ tiêm vaccine COVID ở mức trung bình và cao, khẳng định sự ủng hộ, tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp vào những quyết sách, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.